dài sau lưng con đường xưa ùn tắc năm nào. Đường về miền Tây nay không còn cách trở là Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì các bạn cũng đã được nắm được tình hình ở ngoài khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, và bây giờ thì mời các bạn cùng trở về miền Tây để mà xem cái tình hình của tiến độ của cầu Mỹ Thuận 2. Ở đầu video các bạn cũng đã xem cơ bản về các bước đang xây dựng cũng như là một bài dân ca ngắn chia sẻ về miền Tây và những lời chân tình thơ mộng trong bài hát. Và bây giờ mời các bạn cùng xem cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công và xây dựng tiến độ ra sao và như thế nào nhé. Ở đây các bạn cũng thấy đây chính là cầu Mỹ Thuận 1. Một cái nhìn, một cái view hết sức là đẹp khi cầu Mỹ Thuận 2 nếu mà hoàn thành. Lúc đó thì sẽ có hai cái cầu song song với nhau, đặc biệt là hai cầu dây văng song song hành với nhau. Lúc đó thì hình ảnh sẽ rất là đẹp luôn. Trước tiên thì bây giờ thì mình xin được phép chia sẻ với bạn về hình ảnh của tiến độ của trụ T15 bên bờ Tiền Giang, cầu Mỹ Thuận 2. Và video hôm nay là muốn chia sẻ toàn cảnh về cái đoạn đường dẫn 4,3 km bên bờ của tỉnh Tiền Giang và trụ T15 bên bờ Tiền Giang nha các bạn. Thì cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 này thì các bạn muốn biết thông tin kỹ hơn thì các bạn có thể đọc bên dưới phần mô tả, bên dưới video của mình sẽ để cụ thể về các thông số nha các bạn. Còn ở đây hiện tại thì mình sẽ chia sẻ theo cái tiến độ hiện tại chứ mình không có kể hết. Còn vị trí này các bạn thấy rồi đó, vị trí này là vị trí mà lúc trước mình có hay đề cập tới nè. Vị trí sẽ đổ bê tông và để như là để bảo vệ cái đầu cáp dưỡng lực á, thì mình thấy là cũng chưa có tiến hành. Có lẽ mình thấy đang tập trung để thi công những đốt đúc ở bên trên. Tại vì cái quan trọng nhất chính là cái đốt đúc ở bên trên. Khi mà hoàn thành thì lúc đó thì những cái phần mà công việc ở bên dưới này thì có thể triển khai sau cũng được. Đây là những hình ảnh chia sẻ của mình về một buổi chiều vào ngày 1 tháng 8 nha các bạn. Cho nên là chiều cũng hơi tối rồi và khi mà về đây thì cũng đến khu vực này cũng hơi tối, mong mọi người hết sức thông cảm. Nếu hình ảnh có hơi bị kém, hơi bị mờ, các bạn có thể kéo ánh sáng lên một chút để nhìn cho rõ hơn nhé. Tại vì cũng chiều tối rồi, chuẩn bị lên đèn rồi. Ở bên trên thì hai cái thanh đúc đúc nè, đã đúc được đến đốt S20, chuẩn bị cho cái đốt S21 rồi nha các bạn. Bên trụ T15, trụ tháp chính của bờ Tiền Giang, của cầu Mỹ Thuận 2 nè. Và ở bên trên mình khi mình phát hiện ra thì cái trụ tháp chính T15 của bờ Tiền Giang nè thì đang ngay vị trí mà các bạn thấy là anh thợ hàn đang hàn gia cố cho cái ống vách màu xanh á. Và đây một tiến độ mới, đây chính là cái phần ống vách màu xanh đó, chính là cái hệ thống, cái bộ cố định có chức năng là để cố định cho cái hai cái thanh trụ tháp chính nha các bạn. Tại vì khi mà hai cái thanh trụ tháp chính này nè, khi mà xây lên á thì có thể nó sẽ bị xê dịch ngã qua ngã lại hay là thay đổi vị trí hay thay đổi theo cái hình dạng thiết kế, cho nên người ta sẽ lắp cái không còn gọi là cái bộ mà dàn cố định nha các bạn. Mình hay gọi là, mình không gọi là cái hệ thống dàn, mình gọi là cái bộ cố định. Cố định lần thứ nhất thì các bạn thấy ở bên dưới á, thì có ba cái ống vách màu xanh lên tới ở bên trên đó, chính là phần ống, một ống vách màu xanh đang thi công hàng gia cố lại á. Cái phần ống vách đó thì để cố định nha các bạn, cố định cho hai thanh trụ tháp đang thi công bên trên, cho đến khi mà cái đỉnh tháp á thì ta sẽ dỡ bỏ những cái phần ống vách đó đi. Còn đây chính là một cái khu vực, một đoạn cầu cạn nhịp dẫn nè, đang thi công những cái xà mũ của những cái trụ cầu bên trong đất liền. Hôm trước mình có chia sẻ cái đoạn này cho các bạn xem nè,
Thì hôm bữa thì chuẩn bị đổ bê tông bản mặt cầu á, hiện nay thì cũng đã đổ rồi. Thì trong thời gian đó thì mình không có lên trên khu vực này để chia sẻ cho các bạn ngay lúc mà đổ bê tông. Hiện nay người ta đã đổ bê tông bản mặt cầu xong rồi. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem những hình ảnh về đoạn đường dẫn 4,3 km này tới khu vực của nút giao An Hải Trung kết nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Ở vị trí này thì đã lau lấp xong những viên dầm Super T nè, xuống bên dưới mố cầu nè. Chắc là cũng không bao lâu nữa sẽ đổ bản mặt cầu ở cái đoạn gần sắp tiếp đất nè, dưới cái mố cầu nè. Và mình cũng xin được phép chia sẻ đôi chút luôn, thì dự án cầu đường 2 và hai đường dẫn là do ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư. Và trong đó thì các nhà hầu con và các nhà hầu liên danh để xây dựng từng cái gói hầu nha các bạn. Thì dự án có 5 gói hầu gồm có XL01, XL02, XL03A, XL03B và XL04. Thì các bạn thấy cái khu vực mà đang xây dựng trụ tháp ngoài bờ sông á, đó chính là thuộc gói XL03B nha các bạn. Và cái phần đường dẫn này nè, bên bờ Tiền Giang là thuộc gói XL01 và XL02 nha các bạn. Tổng chiều dài phần đường dẫn và hai đầu cầu của Mỹ Thuận 2 á, là 6,61 km. Thì cái phần đường dẫn bên bờ của tỉnh Tiền Giang á, là dài khoảng 4,3 km nha các bạn. Và như các bạn thấy lúc nãy á, khi mà kết thúc cái đoạn mà chân cầu xuống tiếp đất á, thì ở phần trên đó là nhịp chính, cho nên là sẽ 6 thi công là 6 làn xe hạn chế. Còn cái phần mà đường dẫn bên dưới đây nè, là ở giai đoạn 1 này sẽ thi công với 4 làn xe nha các bạn. Đó, và với 17 m, nó giống như chang như cái đoạn mà cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vậy đó. Và cái đoạn đường dẫn mà mình đang chia sẻ bên bờ Tiền Giang của cầu Mỹ Thuận 2 các bạn xem á, thuộc gói XL01 và XL02. Thì gói XL01 thi công đường dẫn phía Tiền Giang đoạn km 101+126 đến km 104+190, bao gồm cầu Gạch Sơn, An Hữu 2 và cầu Cạn nha các bạn. Thì có hầu XL02 á, thi công đường dẫn bờ Tiền Giang á, từ km 104+190 đến km 105+454. Cầu dẫn phía Tiền Giang bao gồm 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ mố 0 cho đến trụ T13 đã đạt được 55,74% giá trị hợp đồng. Và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 2022 này các bạn, về cái phần đường dẫn này. Phía trước các bạn đang thấy thì có một đoạn cầu cạn á, và bên tay phải của các bạn đang xem đó chính là quốc lộ 1A nha các bạn. Tại sao đoạn này lại thi công làm cao lên làm đoạn cầu cạn? Vì theo như mình nghĩ là vì vị trí địa lý ở bên dưới có thể là đất yếu, và cái thứ nhất, thứ hai, nguyên nhân hai là khu vực này qua là một đoạn đường khu phố bên dưới có rất là nhiều nhà dân, cho nên là sẽ làm đoạn cầu cạn như thế này. Thì mình nghĩ là một trong hai nguyên nhân đó. Đó. Để đỡ tốn cái diện tích mặt bằng bên dưới á, cũng thể là do đất yếu, không chừng cũng thể là do nguyên nhân đó. Thì cái đoạn đường bên dưới các bạn thấy không, đó chính là đường bắc cũ ngày xưa á, để dẫn ra bến phà Mỹ Thuận ngày xưa lúc mà chưa có cầu Mỹ Thuận 1 nha các bạn. Và cái đoạn này thì rất là nhiều dân cư ở, thấy giống như là một cái khu phố vậy đó. Thì hết cái đoạn cầu cạn này sẽ tiếp đất lần nữa. Và từ cái khu vực này các bạn thấy ở phía trước á, cái màu nguyên một màu đen, thì cái đoạn đó thì hôm bữa mình có chia sẻ các bạn về cái đoạn đường dẫn khu vực này rồi nè. Thì đa phần ở khu vực này đã hãm nhựa khoảng 90% rồi nha các bạn. Chỉ còn cái đoạn mà ở lưng chừng khúc mà gần với cái nhịp chính dẫn ra trụ tháp chính, thì đoạn đó thì còn một vài đoạn ngắn thì chưa có dỡ tải và chưa có hãm nhựa. Thì bắt đầu từ cái đoạn cầu cạn của cái đường dẫn đến cái khu vực của cái nút giao An Hải Trung kết nối với điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì đã hãm nhựa gần hết rồi nha các bạn. Bên tay phải các bạn thấy là chính là quốc lộ 1A nha. Còn bên trong này chính là cái phần đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2. Thì cầu Mỹ Thuận 2 thì cũng nằm trong thuộc cái hệ thống của đường cao tốc Bắc Nam. Ở giai đoạn 1 này và đoạn đường dẫn này cũng thi công với cái giai đoạn 1 là với 17 m và 4 làn xe, cho nên các bạn thấy ở bên dưới có một phần mà diện tích đã được giải phóng mặt bằng trước á. Bên tay phải các bạn thấy bên tay phải bên cái phần mà đường dẫn á, đó là phần diện tích của đất đã được giải phóng mặt bằng từ trước để chuẩn bị cho giai đoạn 2 sau này sẽ mở rộng cái đoạn đường dẫn này lên thành 6 làn nha các bạn. Hiện tại chỉ 4 làn ở đoạn đường này thôi. Còn phần gì cầu, cái cầu Mỹ Thuận 2 thì đã
cho xây dựng trước là hẳn 6 làn xe luôn nha các bạn. Như các bạn thấy thì bên trên cái nền đường thì đã được hãm nhựa. Nhưng hiện tại thì mình bay lên cam mình không có biết rõ là nền đường được hãm được mấy lớp nhựa rồi. Lúc hôm bữa thì cách nay cũng đã nửa tháng rồi, mình có lên khu vực này chia sẻ các bạn người quay bên dưới mặt đất á, thì thấy có nhiều đoạn đã được hãm được 1 lớp, 2 lớp, có đoạn đã được hãm được 3 lớp. Đó. Ở đây chính là cái cầu An Hữu 2 nè. Thì mình di chuyển một chút xíu nữa là sẽ đến được cái nút giao An Hải Trung kết nối với điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Đây là một tuyến cao tốc Bắc Nam liên hoàn và là tuyến cao tốc huyết mạch. Thì để về Cần Thơ nha các bạn, tuyến này nè, qua cầu Mỹ Thuận 2 và lên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để về Cần Thơ. Đó, phía trước thì xa xa các bạn có thể nhìn thấy được hình ảnh của cái nút giao An Hải Trung. Thì có thể nói là dự kiến là vào hết năm nay là sẽ hoàn thành cái đoạn đường dẫn này. Đó, các bạn thấy từ cái khúc mà cầu Gạch Son á, cầu Gạch Sơn á, nói tiếp với cái nút giao An Hải Trung thì họ cũng đang thi công bên dưới. Đoạn này mình có thể đã chia sẻ cho các bạn xem về những cái clip về quay bên dưới mặt đất rồi đó. Các bạn có thể xem lại những cái đoạn đó. Vô Ba Lê Cam thì xa như mình thấy là chưa có được hãm nhựa ở khu vực này và họ cũng đang thi công phần đường dẫn ở khu vực này. Và sắp tới thì các bạn biết rồi đó, thì hiện tại thì cái đoạn khu vực này nè, ngã ba An Hải Trung bên ngoài quốc lộ 1A á, và nút giao An Hải Trung có thể nói là sẽ là điểm đen trong thời gian này cho đến khi nào thi công hoàn thành cái cầu Mỹ Thuận 2 và cho kết nối liên thông, thì lúc đó thì cái đoạn khu vực của ngã ba An Hải Trung và nút giao An Hải Trung mới hết kẹt xe được. Vào những giờ cao điểm sắp tới, chẳng hạn như lễ 2 tháng 9 sắp tới nè, và cũng như là những ngày lễ Tết sắp tới của cuối năm nay, thì chắc chắn một điều là cái khu vực này sẽ là điểm đen kẹt xe rất là cao. Rồi thì sau khi mình đã chia sẻ các bạn về cái đoạn đường dẫn bên bờ Tiền Giang của cầu Mỹ Thuận 2 dài khoảng 4,3 km, thì đến thời điểm này thì các bạn thấy tiến độ đã thay đổi rất là nhiều. Thì cũng không còn bao lâu nữa thì đến cuối năm nay thì theo như tiến độ này thì mình nghĩ là sẽ hoàn tất cái phần đường dẫn bên phía bờ của tỉnh Tiền Giang và chỉ tập trung vào thi công cho cái phần mà hai trụ hấp chính, và sắp tới là sẽ chuẩn bị cho các đúc trên cái để làm cái bảng mặt cầu nha các bạn. Thì mình thấy là đã dựng một số cái ống vách để làm cái đà giáo rồi đó, làm đà giáo cho để thi công các đúc cho cái bảng mặt cầu sắp tới rồi đó. Thì mình thấy là trụ T15 bên bờ của tỉnh Tiền Giang về cầu Mỹ Thuận 2 ấy, thì trụ T15 có tiến độ nhỉnh hơn một chút so với tiến độ của trụ T16 bên bờ tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Đây chính là những hình ảnh chia sẻ về cầu Mỹ Thuận 2. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và mời các bạn xem những cái hình ảnh ban đêm của cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng nhé. Đời chờ bao năm nay cũng đường về trên đất mẹ, nằm nghe câu thề con người về miền Cửu Long gia. Đường mới thân thoang con mừng vui lễ ước hai hà, mẹ hiền yêu ơi xuân năm nay quê hương mình đổi. Lại sau lưng con đường xưa ùn tắc năm nào, đường về miền Tây nay không còn cách trở lại. Thương quê hương tiếng gọi lên đường, thương câu thề
đón ở công trường. Mẹ hiền yêu ơi, mai con về mua lúa trổ đầy. Vì mùa lúa giờ về vốn xa, vì quan tâm cả về muôn nhà, vương cây trái ngọt mang ơn tình thâm thiết đậm đà. Mẹ chờ con về mùa xuân sao, chờ khi con nước thỏa mong miền Tây đất mẹ, bao cung đường đẹp giao quê hương. Miền Tây đất mẹ, con xin dành trọn lời yêu thương. Miền Tây đất mẹ, bao cung đường đẹp giao quê hương. Miền Tây đất mẹ, con xin dành trọn lời yêu thương. Miền Tây đất mẹ, con xin dành trọn lời.